Xin chào tất cả quý khán giả đến với đài truyền hình SPTN và SET và chào đón quý vị đến với chương trình Asia Channel ngày hôm nay. Thưa quý vị, là trong thời gian gần đây thì Thùy Dương được cơ hội đi trình diễn trong dịp Tết rất là nhiều và cũng được đi với một người nữ ca sĩ của trung tâm Asia mà từ trước đến nay quý vị rất là yêu mến, và đặc biệt nhất là trên Facebook và trên Asia Forum cũng như là trong cái hộp email của Asia Channel thì rất là nhiều quý khán giả có request, có xin là Tâm Đoan và Thùy Dương phỏng vấn cô lại thêm một lần nữa. Cho nên là ngày hôm nay Thùy Dương bắt cóc được người nữ ca sĩ này và Thùy Dương xin quý vị trò chuyện với nữ ca sĩ Y Phụng. Đường đầu vào thiên đàn ái ân là biển vâng thở lần lần. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mới, có hoa văn phủ đuôn môn gót chân mềm. Lạc vào vùng xuân tình ngất ngây, hồn vào cơn gió mê say, cành hoa tươi chôn sâu cành xa vút để muôn đời mình còn được yêu nhé anh. Y Phụng, cảm ơn Thùy Dương rất là nhiều và một lần nữa xin tái ngộ cùng với khán giả của trung tâm Asia và đài SBTN. Hay Phụng, Thùy Dương phải nói là mới hôm qua mình mới gặp nhau. Và thưa quý vị, là một trong những cái điều mà Thùy Dương rất là để ý về Y Phụng đó là hai điều. Cái thứ nhất đó là Y Phụng rất là hoạt bát, nghĩa là trong cái thời gian mà các anh chị em nghệ sĩ đã trình diễn xong rồi mà sáng sớm mà 6 giờ sáng là đã phải đi ra phi trường mà ai cũng ngồi đó ngủ, chỉ có một mình Y Phụng là vẫn còn nói chuyện mà cười tươi mà làm cho các anh chị em nghệ sĩ cười. Cái thứ nhất là cái mà tôi thấy là Phụng nói chuyện từ trên sân bay xuống tới rạp rồi lại đi về lại sân bay. Đúng rồi. Không, có đó là cái tính của Y Phụng, từ ở Việt Nam thì vậy hết á. Lúc nào cũng vậy hết. Vui và rất là hoạt bát như vậy. Nhưng mà có một điều thì Dương biết là tính của Phụng là nếu mà Phụng gặp cái người mà Phụng thích á là Phụng sẽ nói hoài, nói đến nỗi mà người ta thôi đừng nói nữa. Còn nếu mà người Phụng không thích rồi đó là coi như là cũng không nhìn nữa. Oh, really? Đó là tính cách của Y Phụng. Cái là bản tính của Y Phụng, gọi là Phụng phải né chỗ khác và Phụng ngồi y một chỗ vậy đó. Nhưng mà tại vì vừa rồi đi một cái chuyến Tết á, sao Phụng khang tiếng quá. Này, trong đoàn toàn là những người bạn của mình không à. Thùy Dương cũng trong Asia, rồi những gặp người bạn từ làm việc từ bên Việt Nam, Hài thì có Thúy Nga, rồi Ánh Minh, rồi Quốc Khánh, toàn anh Lê Tính, toàn những người trong đoàn vui hết. Cho nên gặp mừng quá. Nói mà nói đến nỗi mà bây giờ tắt tim. Mà quý vị, một cái điều thứ hai mà Thùy Dương để ý về Y Phụng đó là mình Thùy Dương, và cái điều này Thùy Dương mới để ý thôi, mới biết thôi nha, nhưng mà Y Phụng rất là lo lắng. Mà Thùy Dương nói là Y Phụng giống như là gà mẹ với mấy đứa đàn con đó. Là quý vị biết không, cái ngày hôm qua thôi mình trình diễn xong á thì 2 giờ đêm mới về lại hotel. À, 6 giờ sáng đã có người gõ cửa. Thùy Dương ơi em, dậy đi em, không mình trễ giờ. Mà 7 giờ mình mới phải gặp ban tổ chức mà 6 giờ Y Phụng đã gõ cửa. Cái này là Thùy Dương hận trong lòng quá, cái việc tại vì Thùy Dương không ngủ được. Nhưng mà tại vì Y Phụng thì sợ tất cả mọi người mà ra chuyến bay trễ đó. Nhưng mà không có tốt lành gì đâu. Là tại vì tối Y Phụng về thì Y Phụng đã uống 2 viên thuốc ngủ rồi. Uống trong lúc uống thì thuốc ngủ chưa thấm thì mình lo dọn hết. Lo dọn xong xuôi hết, bắt đầu là khi mà thuốc thấm á là ngủ một giấc 4-5 tiếng là gõ cửa mọi người. Không, nhưng mà cái đó là một cái sự quan tâm mà nó đến với chị nó rất là tự nhiên. Người ta tiếng Anh người ta gọi là it's a very motherly, là cái giống như rất là một bà mẹ mà giống như là take care, nghĩa là lo lắng cho các đàn con. Thì Dương sáng sớm xách vali mà mắt thì Dương, trời ơi 7 giờ bây giờ chị kêu rồi Phụng. Cái này đang là giận Y Phụng lắm không mấy quý vị. Không, cái đó là vì Dương rất là mến, tại vì cái tính của Y Phụng rất là lo lắng cho mọi người, chẳng hạn như là Ánh Minh sao, Ánh Minh có làm cái này cái kia, Quốc Khánh có cái gì, nhận rất là lo lắng, cho nên là em rất là mến cái đó. Cảm ơn Thùy Dương. Tuy nhiên là thưa quý vị, là ngày hôm nay trở về với cuộc phỏng vấn của chúng ta thì Thùy Dương phải bật mí là để chuẩn bị cho cái cuộc phỏng vấn này thì em có lên trên internet. Em đánh cái chữ Y Phụng rồi em đánh cái chữ scandals ở trên internet thì có một cái bài báo nói về khi mà Y Phụng xuống tóc. Thì cái đó là khi mà ở Việt Nam thì vâng, em click vô những cái hình thì Thùy Dương quá là ngạc nhiên là thấy có một cái tấm hình của Y Phụng mà đầu người ta gọi là đầu trọc. Dạ, thì Y Phụng có thể chia sẻ là tại sao nó lại là cái scandal và tại sao lại có cái trường hợp đó xảy ra, và cái trường hợp này xảy ra vào thời gian nào? Cái đó chuyện buồn lắm, thì Dương chuyện cũng khá lâu rồi.
Hôm nay Thùy Dương hỏi thì cũng cảm ơn Thùy Dương đã để ý đến Y Phụng. Thì bài báo đó đã lâu lắm rồi quý vị. Lâu coi như là khi mà Y Phụng còn ở Việt Nam, mà lúc đó thì scandal là tại vì hồi xưa Y Phụng ở Việt Nam á, Phụng hay có những cái tin mà gọi là giật gân lắm, mà những cái tin không bao giờ phải là của mình. Cho nên báo chí thì ở trong cái đó họ có đặt là nữ hoàng scandal, thế là nhiều chuyện linh tinh lắm. Không, nhưng mà nếu mà quý khán giả muốn biết nhiều về Phụng, nghĩa là Phụng đang được quý vị chú ý rất là nhiều, đó là cái sự thương mến. Tại vì thường thường là các minh tinh của Hollywood là những cái người mà có nhiều scandal nhất, là những cái người nổi tiếng nhất và giàu nhất. Không phải Việt Nam không giàu thôi quý vị ơi, cái này chưa vẫn còn nghèo lắm. Nhưng mà tại vì lúc đó là tại vì họ đồn Y Phụng nhiều lắm. Tại vì Y Phụng thời điểm đó thì Y Phụng ở bên Việt Nam, Y Phụng hay đi chơi vũ trường, mỗi lần mà đi show về thì hay đi vũ trường chơi hay đi nhảy đầm này kia, thì họ đồn rất là nhiều. Đồn là bị bắt chung với Lý Hùng rồi xì ke rồi tùm lum hết. Có hả? Có, nhưng mà thực sự là mình không có. Nhưng mà những cái bài báo họ không có viết, nhưng mà những cái người mà rao báo á ở bên Việt Nam, mà chính cái thân gia đình của Y Phụng mà ngồi trên xe đi về quê á, thì cứ báo tên là Vũ Linh rồi Lý Hùng, Y Phụng, Vũ Linh, Tài Linh bị bắt rồi tại vì buôn xì ke ma túy đại khái gì. Nhưng mà khi lúc đó thì hành khách ở trên xe họ mua tờ báo đó lại không có cái tin trong đó. Rồi lúc đó thì đùng một cái nữa thì Y Phụng xuống tóc. Lúc đó thì báo chí họ biết, họ mới hỏi. Thì thật sự như thế này, quý vị chắc ai cũng biết là nghệ sĩ Minh Phụng, tức là ba của Y Phụng, bệnh rất là nặng, bệnh tiểu đường rất là nặng. Thì gia đình của Y Phụng thì dân là đạo Phật. Lúc đó ba bệnh nặng lắm, bệnh tất nhiên là nằm 10 ngày ba không có tỉnh lại. Thì bác sĩ ở trong bệnh viện của Việt Pháp, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thì bác sĩ bản mà coi về cái khoa cấp cứu đó mới nói với Y Phụng là cô Kiều Tiên ơi, Kiều Tiên là mẹ của Phụng, và chị Y Phụng ơi nên đem chú về đi, tại vì nếu mà 10 ngày mà chú Minh Phụng không tỉnh là tụi cháu bắt buộc phải đem xác chú về. Thì lúc đó là ba bệnh lúc đó là khóc hết được rồi, không ai còn khóc được nữa hết á. Thì giống như cái tâm của mình lúc đó thì mình chỉ biết là cầu trời khấn Phật thôi. Thì Phụng mới vô một chùa ở ngoài Chợ Lớn, thì Phụng mới nghe mấy người Hoa đó, họ nói là mình phải tới cái đó, cái người Hoa họ đọc tên giùm mình. Rồi đó họ mới quăng một cái khăn tang ở trên cái bàn thờ của ông Địa, một cái chùa Hoa ở ngoài Chợ Lớn rất là lớn. Thì Phụng mới nói là nếu như thực sự mà có linh ứng á, thì cầu nguyện Đức Trời Mẹ Quan Âm cho con, xin cho ba Y Phụng sống thêm với Y Phụng 5 năm, cho ba tỉnh lại sống thêm với con 5 năm nữa. Và lúc đó con sẽ nguyện là, mình lúc đó không biết nguyện gì hết, là chỉ là mình nguyện là như bên Phật trời, thì chỉ biết là một là xuống tóc, hai là ăn chay. Ăn chay thì thú thật với Thùy Dương, tính Phụng cũng thẳng lắm, Phụng không có ăn chay. Thí dụ mà nguyện thì Phụng nhớ, nhưng mà không nguyện là sáng 15 ăn chiều tối là quên liền. Thì Phụng chỉ nguyện là con sẽ xuống tóc và xin giảm tuổi thọ, và cũng ăn chay, nhưng mà xin ăn chay 1 tháng 15 ngày, 15 ngày sau là không ăn. Nhưng mà cái đó là giống như một cái phép màu của Thùy Dương. Lúc đó mình tuyệt vọng lắm rồi, thì mình chỉ biết người ta dạy mình sao thì mình làm vậy thôi. Thì lúc đó tự nhiên rạng sáng ngày 11, bác sĩ kêu đem xác về 5 giờ sáng ngày rạng sáng ngày 11. Tự nhiên lúc đó Phụng nhớ là ba Y Phụng còn bị trói, để giống như là không cho cựa quậy đó, để đút đồ ăn, chích một mũi thuốc vô. Thì tự nhiên tỉnh lại, ba giật cái tay vậy nè, tỉnh lại rồi cho tôi đi chùa đi. Tự nhiên ổng la, ổng không có biết gì trong đó nữa. Là lúc đó ba tỉnh lại rạng sáng ngày 11. Thì và, lúc... vì, và vì vậy mà Y Phụng mới xuống tóc. Ba vừa đưa về tới nhà là Y Phụng xuống chùa, một ngôi chùa ở dưới Long Xuyên, là chùa đó là ba má Y Phụng quy y lúc mà Y Phụng chưa ra đời. Thì xuống dưới phải, thì trong đó mình xuống tóc là phải vô chùa đàng hoàng. Thì xuống tóc và thầy cho Phụng một ông Phật để giống như là hộ thân cho mình đó. Là từ đó là Y Phụng xuống tóc. Nhưng mà quý vị thì mọi người thì cứ tưởng là Y Phụng đóng phim, nhưng mà không có bộ phim nào mà thuyết phục đến nỗi mà Y Phụng xuống tóc như vậy hết trơn á. Và đó là một cái quyết định nó rất là đối với một người phụ nữ, thưa quý vị, là mái tóc là everything, cho nên là Phụng rất là đẹp. Nghĩa là thì có thấy cái hình những cái hình khi mà Phụng xuống tóc thì tất nhiên là rất là đẹp. Tuy nhiên là khi mà Phụng xuống tóc như thế vậy đó thì mà lại bị quý khán thính giả lại nói, hay là có cái phản ứng của những người xung quanh cũng như là của báo chí nó như thế nào, cũng có thể chia sẻ cái thời gian đó. Không, tội nghiệp cho ba Y Phụng lắm, nói là rất là nhớ tới ba. Khi mà ba giờ ba tỉnh lại khỏe hẳn luôn á, ba khỏe hẳn luôn, thì ba nói thôi con ơi, như là trời Phật đâu có ai mà quý vị có biết là ba của Y Phụng cũng là trong tu trong chùa từ hồi nhỏ,
hồi nhỏ nhỏ xíu á, nhưng mà 5-6 tuổi ở trong chùa với sư ông cho tới mà 10 mấy tuổi mới ra đời thôi. Thì ba nói là trời Phật đâu có ai mà trách mình nếu mà mình cái đó cái tâm mình được rồi. Nhưng mà Phụng người Phụng nghĩ là mình sinh thì mình phải đáp lễ, chỉ có mình ba cản thôi. Nhưng mà tất cả mọi người, tất cả nghệ sĩ thì ai cũng đồng đồng tình với Y Phụng là xuống tóc. Nhưng mà có một điều cũng như Thùy Dương nói, khi Phụng xuống tóc á, Phụng cũng để đầu trọc đi hát luôn. Tại vì khi xuống tóc là báo chí ai cũng nói là hết bên Việt Nam, chứ Phụng nói bên đây. Thì tất cả khán giả ai cũng biết, nhưng mà chắc họ thương. Họ nói là ồ, cạo đầu đẹp hơn. Là tại vì họ thương là mình dám làm cái chuyện đó. Nhưng mà Phụng vẫn đi hát bình thường. Bầu xô họ vẫn kêu Phụng đi hát. Nhưng mà Phụng không đợi tóc giả, Phụng chỉ bịt cái khăn. Tại vì hồi xưa bên Việt Nam là Phụng hát nhạc trẻ, chứ không phải hát nhạc quê hương như bên đây. Cho nên nó cũng đỡ cho Y Phụng lắm về cái ăn mặc của mình á. Phụng thì mặc quần jean thì Phụng cột cái khăn hát thôi. Nhưng mà ra tới khán giả kêu là thử tháo cái đầu, dám tháo không? Cũng tháo, đâu có sợ gì đâu. Người ta thương, người ta nói khen đẹp. Cái đó cũng là một cái kỷ niệm cho Y Phụng. Vâng, và Y Phụng là Thùy Dương biết là, thưa quý vị, là trong thời gian gần đây thì cũng có một số quý khán giả hỏi. Chẳng hạn như là trong cái cuộc phỏng vấn vừa rồi với nữ ca sĩ Tâm Đoan thì Y Phụng cũng có nhắc về Trương Minh Phụng, nhưng mà một số quý khán giả lại thắc mắc là tại sao lại không có hình đám tang hay là không có băng đám tang của ba của Phụng. Thì Phụng có thể chia sẻ về những cái lời nói này của các quý khán giả mà đang muốn biết tới. Một lần nữa Y Phụng xin cảm ơn Thùy Dương, cũng như là chương trình của Thùy Dương với lại Tâm Đoan lúc nào hầu như là phỏng vấn ca sĩ là ai cũng muốn nói chuyện vui hết. Nhưng mà Thùy Dương với Tâm Đoan thì lại hỏi Y Phụng về những chuyện ba của mình. Rất cảm ơn bạn rất là nhiều đã quan tâm tới gia đình của Y Phụng. Và cũng xin cảm ơn tất cả quý khán giả gần xa đã thương ba Y Phụng như ba Y Phụng đã mất gần 2 năm nay. Thùy Dương biết không? Nói thì Y Phụng cũng chia sẻ luôn. Y Phụng không biết Y Phụng có nói cho chương trình của Tâm Đoan hay không. Vì mỗi lần mà Y Phụng đi hát á, khán giả bên Boston nè, nếu mà quý vị nào mà đã đề nghị Y Phụng thì chắc quý vị hôm nay coi đài thì quý vị sẽ được Y Phụng giải đáp rất nhiều cái thắc mắc của quý vị. Ai cũng hỏi về mua đám băng DVD đám ma của ba Y Phụng. Mà cái đó là Y Phụng nghe, Y Phụng cũng mình vừa thấy thương họ mà vừa thấy buồn cái chuyện ba mình đó. Mà thương mà tại sao họ không có dị đoan. Ai cũng hỏi là tại sao không phát hành đem bán nó đi, thì làm sao mà bán được. Tại vì cái đó là chuyện buồn đó. Nhưng mà hình ảnh thì Y Phụng cũng không có ấy ra nữa. Tới bây giờ á, Y Phụng thật sự nha, nói thật sự với quý vị và cũng xin thề giữa đất trời là Y Phụng chưa bao giờ coi cái cuốn đám ma, đám tang của gia đình mình. Tại vì buồn quá. Y Phụng không dám coi. Vâng, thưa quý vị, là một lát nữa đây chúng ta sẽ quay lại với chương trình và tâm sự thêm với nữ ca sĩ Y Phụng. Thì Dương xin quý vị hãy giữ màn hình. Một lần nữa, Dương xin chào đón quý vị đến với chương trình Asia Channel. Ngày hôm nay chúng ta đang tâm sự với nữ ca sĩ Y Phụng. Chị Phụng lúc nãy đó thì Y Phụng có nói là thường thường là ca sĩ lên với trung tâm Asia là nói toàn là những cái chuyện vui, mà khi đối với Phụng thì nói chuyện buồn. Nhưng mà em phải chia sẻ cùng quý vị và Thùy Dương biết là đây cũng là một cái suy nghĩ của Tâm Đoan, là Thùy Dương và Tâm Đoan rất là mến là Y Phụng có một cái lòng hiếu thảo đối với gia đình và đối với nhất là ba của Y Phụng. Cho nên là cái tình thương đó nó cần phải nhắc tới, và nhắc hoài cũng không có sao hết, là bởi vì đối với cái tình yêu giữa một cô con gái và cái tình thương của cha đối với một cô con gái, mà một cô con gái đối với cha của mình, thì cái đó là một cái điều rất là đẹp. Thưa Phụng. Vâng, Y Phụng, Thùy Dương biết là trong thời gian gần đây thì Phụng cũng đang chuẩn bị cho một cái cuốn CD riêng của Phụng, và cũng là một cuốn CD lại đi về lại với cái chủ đề của Tân Cổ Gia Duyên. Thì Phụng có thể chia sẻ với quý khán giả về cái project này của Phụng, và bao giờ quý vị mới có thể có được cái đĩa này trong tay? Cái CD Tân Cổ á, thì Phụng tính làm một CD Tân Cổ của riêng về tiếng hát của Phụng và một người nghệ sĩ nữa. Nhưng mà Phụng xin bật mí với quý vị, tại vì khi mà chuyện nào ra đi
cũng chắc chắn liên lạc với Thùy Dương để quảng cáo luôn chứ không có gì hết trơn. Nhưng mà chỉ riêng tiếng hát của Y Phụng và một người nghệ sĩ mà Phụng biết chắc chắn là quý vị rất là yêu mến. Yes. Rất là yêu mến một giọng hát của người nghệ sĩ cải lương này. Và cuốn thứ hai Y Phụng đang tính chuẩn bị nữa là nói về, tại vì cái tháng 8 của mình á, tháng 8, tháng 9 là gần tới ngày lễ mùa Vu Lan. Vu Lan, đúng Vu Lan là Phụng về Đạo Phật thì Y Phụng đi hát rất là nhiều chơi chùa, mà các quý thầy thì cứ hỏi Y Phụng là tại sao Đạo Phật mà con lại không có một cái cuốn nào mà về nói về Đạo Phật. Thì Phụng có hứa với quý thầy là Phụng sẽ cố gắng làm ra thêm một cuốn CD của mình nữa mà nói về ngày lễ Vu Lan. Nhưng mà trong đó Phụng sẽ lấy lại những cái bài mà khi mà ba Phụng sống lại thêm với Phụng 5 năm. Hồi nãy Phụng có nói với Thùy Dương là Phụng cầu nguyện cho ba 5 năm. Đúng sự thật đó quý vị, đúng 5 năm là ba rời bỏ Phụng và gia đình. Cầu nguyện đó chỉ đúng 5 năm, thực sự đúng sống 5 năm thôi. Thì khi ba khỏe lại khoảng được 1-2 năm thì ba Y Phụng có làm một cái cuốn băng mà ba Y Phụng nói về Đức Phật. Và cũng xin cái chủ đề của ba là tạ ơn đời, tri ân tổ nghiệp. Thì Phụng cũng sẽ lấy cái chủ đề đó và lồng những cái bài hát. Phụng sẽ thâu hết những cái bài về Phật mà Phụng hát mới, và lấy những cái bài mà cách đây 2-3 năm ba Y Phụng còn sống á, ba mới thâu lại. Phụng sẽ lồng vô cái đó là về Mục Liên Thanh Đề, rồi Mục Kiều Liên, rồi những cái bài mà của bác Dồn Dã Viễn Châu viết nói về Đạo Phật. Có trong đó có hai tiếng hát mà quý vị cải lương rất là yêu thích, đó là chú Thanh Tuấn và nghệ sĩ cải lương Minh Vương cùng hát chung với ba của Y Phụng là Minh Phụng. Thì trong đó thì sẽ có 8 bài Y Phụng sẽ bỏ những cái bài đó vô. Okay. Để đáp lại tấm chí tình của quý vị. Thì bây giờ chúng ta không nói về chuyện buồn nữa, mà bây giờ mình nói về chuyện vui đi nha. Phụng là, thưa quý vị, là đối với quý khách thính giả ở trong nước khi xưa thì cũng đã biết tiếng hát và hình ảnh của một Y Phụng với những điệu nhạc trẻ, nhạc quậy. Sang Hoa Kỳ thì Y Phụng lại chọn cho mình một hướng đi khác, đó là nhạc quê hương. Thì bây giờ Thùy Dương xin hỏi Phụng là giữa hai cái thể loại nhạc thì Phụng cảm nhận cái loại nhạc nào hơn, và nếu thích trình diễn nhạc phẩm nào, loại nhạc phẩm nào hơn? Quê hương á. Really? Yeah. Sự thật với thiệt á, tại vì hồi nhỏ thì mình coi mấy cái băng mà của Madonna nhảy này nọ kia, nhưng mà tới bây giờ Y Phụng vẫn thích nhảy, vẫn thích đi vũ trường. Nhưng mà khi qua đây mà Y Phụng hát nhạc quê hương á thì Y Phụng lại càng ngày lại càng mê nhiều hơn. Không muốn hát nhạc trẻ nữa. Không muốn hát nhạc trẻ nữa. Mà Phụng nghĩ là chắc cái đó là tại vì Phụng nhắc lại câu nói của anh Trúc Hồ hồi xưa, anh nói là Phụng có dòng máu sẵn cải lương trong người rồi, cho nên bây giờ mình đi đâu nó cũng phải lòi cái máu đó ra. Giống như người ta nói cái gốc vẫn là cải lương, vẫn thì vẫn là cải lương, cho nên Phụng vẫn thích hát nhạc quê hương và vẫn thích nghe cải lương. Thì Dương biết là Phụng đã cũng thưa quý vị là hợp tác với Trung tâm Asia đến đây là cũng phải là 6 năm chưa Phụng? 6 năm á. 6 năm rồi. Thì đối với Phụng, đó là một người nữ ca sĩ trong dòng nhạc quê hương và đứng trên sân khấu của một trong những trung tâm lớn nhất ở hải ngoại, thì Phụng, đối với một người ca sĩ như Phụng thì Phụng có thấy là mình có những cái sự khó khăn gì mà Phụng cần phải vượt qua? Một người nữ ca sĩ như Phụng có những cái khó khăn gì không hay là dễ quá? Có chứ. Cái khó khăn nhất của mình là, không, Phụng nghĩ là cho Phụng nha, nhưng mà Phụng nghĩ chắc tất cả các nghệ sĩ ai cũng đều mong muốn là làm sao mà mình giữ được cái tình cảm và thương yêu của khán giả mãi cho đến khi mà mình rời xa lìa cõi đời này. Okay, yes. Yeah. Làm sao mà để cho họ nuối tiếc thì cái đó mới là khó. Chứ mà để cho người ta quên thì rất là nhanh. Bây giờ đẹp, trẻ thì sẽ cũng sẽ có rất nhiều trẻ và đẹp sẽ tiến lên thôi. Cái nghề này khi quý vị bước vô nghề này rất là bạc bẽo. Nhưng mà cái quan trọng là trong nghệ sĩ mình nói là ăn thua người chạy đường dài. Tuy nhiên là 20-30 năm sau mà quý vị vẫn còn thèm nghe giọng hát của cô Thanh Tuyền hay là chú Chí Linh, mà đại khái như bây giờ thì Dương thấy không, mình đi chung lúc nào cũng có những nghệ sĩ lớn tuổi, cô Thanh Tuyền, chú Chí Linh hay là ca sĩ cô Khánh Ly, mà khán giả họ cứ ngồi im lặng và lắng nghe. Hay là bên cải lương có nghệ sĩ Lệ Thủy rồi Minh Phụng, Minh Vương, mặc dù thế hệ trẻ bây giờ họ trẻ đẹp rất là nhiều. Cái đó là cái khó và cái đó là cái ao ước của Y Phụng, là làm sao khi mình già mà
mình được người ta mướn mình mà khán giả vẫn còn ngồi say mê ngắm mình như vậy là người ta cái nguyện của Y Phụng. Cái đó là cái nguyện của Y Phụng. Còn nói về cái cuộc sống ca sĩ thì tất nhiên là Phụng là đã sống trong nghề và đã yêu nghề rất là lâu, thưa quý vị. Tại vì vợ Thùy Dương nhớ là mới ngày hôm qua thôi mà nghe Phụng kể chuyện về cuộc sống, cuộc đời sinh hoạt nghệ sĩ của Phụng, thì có một cái chia sẻ gì đối với quý khán giả và đối với các fans của Phụng mà muốn đi theo cái con đường của Phụng chọn đó, thì Phụng có những cái advice gì cho những cái người ca sĩ mà mê là một ngày nào đó sẽ trở thành một Y Phụng trên sân khấu? Nếu mà Phụng mà có một cái fan nào mà hay là một ca sĩ thế hệ sau mà bắt chước y như Phụng là Phụng quý người đó lắm á. Tại vì mình được một người yêu thích giống như mình đã từng bắt chước nhiều ca sĩ. Thì không, Thùy Dương hoàn toàn là đồng ý với Y Phụng, là bởi vì người ta nói là tiếng Anh, thưa quý vị, là người ta nói là imitation is the best compliment, nghĩa là khi mà một người nào mà bắt chước mình đó là cái đó là một cái lời khen đẹp nhất mà hạnh phúc nhất cho một cái người ca sĩ. Thì để sau này mình già mình nhìn lại, ô cô này chính là mình ngày xưa, có người giống mình. Thì có một điều Phụng muốn nói với quý vị hay là các bạn mà muốn trở thành ca sĩ, các bạn yêu nghề thì các bạn sẽ thành công, nhưng mà ngoài cái yêu nghề đó ra đó là mình phải chịu cực khổ nữa. Nhưng mà nếu mà mình giống như Phụng nói, tuy Phụng là con của nghệ sĩ Minh Phụng nhưng mà ba không có giúp gì cho Y Phụng hết, tại vì ba rất muốn Phụng đi học, không muốn vô nghề sớm. Nhưng mà Phụng yêu nghề quá, cứ đưa tiền đi học là bỏ, không đi học thêm, cứ theo nghề. Nhưng mà nếu quý vị mà đi từng bước một, giống như là mình phải trải qua từ lót, từ dàn lót, rồi mình đi từng 1, 2, 3, 4, 5 thì mình mới thấy quý cái nghề. Chứ tự nhiên mình mới vừa bước vô trải đầy hoa hồng hết, mình ai cũng đều phải lo cho mình hết á, thì mình, cái đó là Phụng nghĩ là cái thói quen của một ca sĩ, khi mà mình được thành công nhiều quá mình quên bẵng đi cái mình không có lo gì cho mình nữa. Nhưng mà nếu như quý vị mà cực khổ từng đi hát lót, từng ngủ đình, từng ngủ sân khấu giống như Y Phụng á, thì sau này quý vị mà có lên tới đỉnh cao, quý vị có nổi tiếng, thì quý vị càng ngày càng yêu nghề hơn. Và quý vị muốn là quý, đã từng cực khổ quá rồi, mình phải hơn nữa và không bao giờ mình dừng lại. Tức là mình cũng nghĩ là mình vẫn còn ở một cái chỗ vị trí rất là thấp. Nếu thế thì đối với nữ ca sĩ Y Phụng, thưa quý vị và thưa Y Phụng, là Phụng còn muốn cái gì nữa? Phụng còn ao ước cái gì nữa? Phụng ao ước ha? Ao ước được đóng phim nữa. Được đóng phim nữa. Được đóng phim nữa. Và ao ước là nhà quê hương không bao giờ mất. Những dòng nhạc quê hương không bao giờ mất trên xứ đạo quê người. Mà Phụng đã bao giờ nghĩ là mình sẽ đi vào thị trường xây Hollywood để đóng phim không? Mê chứ. Mê cái đó là mê ước dữ lắm. Giờ tiếng Mỹ dở quá, phải nhờ Thùy Dương dở. Tại vì tiếng Mỹ dễ quá. Tiếng Mỹ giờ dở quá, giờ sao bây giờ, nhưng mà sẽ học thôi. Cố gắng học. Vâng, thưa quý vị, là Thùy Dương cũng biết là đối với cái nền điện ảnh và của những người Việt hải ngoại của chúng ta thì càng ngày cũng càng đi lên. Cho nên là Thùy Dương rất là hy vọng là đối với nữ ca sĩ Y Phụng, mà có anh đạo diễn nào mà ngồi ngoài đó đó, là nếu mà cần một người nữ nghệ sĩ chính là đang ngồi đây. Đạo diễn Đức hay là đạo diễn Cang, người ta không cần chính đâu. Cái da mà có chút xíu đức diễn cũng được rồi, phải có đức diễn nha. Chứ đừng ra bắn cái đùng chết như hồi xưa đi lót là không chịu. Nhưng mà có một điều nữa là Y Phụng xin cho Thùy Dương cho Phụng một giây nữa thôi. Y Phụng cảm ơn, rất cảm ơn đài truyền hình SBTN đã nhắc nhở đến một cái bộ môn nghệ thuật cải lương trên xứ lạ quê người. Tại vì cải lương thì bên đây họ không nhắc, nhưng mà đài truyền hình SBTN vừa rồi đã cho rất là nhiều cải lương xuất hiện trong cái chương trình của Tết. Y Phụng rất là vui. Và thưa quý vị, là cũng Thùy Dương xin chia sẻ quý vị là anh Trúc Hồ đó, anh mê cải lương. Và nhất là trong cái chương trình Tết vừa rồi, hoặc với cuốn DVD của cô Phượng Liên chẳng hạn, là anh Trúc Hồ anh ủng hộ hết mình, và anh rất là muốn để cho làm sao bộ môn cải lương tồn tại, và không những là bộ môn cải lương nhưng mà âm nhạc Việt Nam của chúng ta có thể tồn tại được. Và thưa Y Phụng, là Thùy Dương rất là cảm ơn Phụng đã một lần nữa đến đây. Phải nói thưa quý vị là khi mà lên trên sân khấu mà nói chuyện như thế này đó, thì nó cũng đối với một người ca sĩ bận rộn như là Y Phụng thì cũng rất là khó khăn, nào là phải chải tóc, nào là make up, nhưng mà làm điệu. Nhưng mà riêng với Y Phụng, thưa quý vị, là lúc nào cũng sẵn sàng. Phụng không có bao giờ làm khó, hoặc Phụng lúc nào cũng ok, Thùy Dương cần Phụng mấy giờ, ok Phụng sẽ đến đúng giờ. Cái đó Thùy Dương rất là mến và rất là cảm ơn Y Phụng một lần nữa đã đến với chúng ta. Thì ngay đây Phụng có thể chia sẻ, và cũng như là có một cái lời
đối với quý khán giả, và nhất là những người mà đã mong chờ Phụng khi mà Phụng vắng bóng có một cuốn thôi trên trung tâm Asia, và cũng đã request rất là nhiều để cho chúng ta có cái chương trình ngày hôm nay. Xin Phụng có thể chia sẻ. Nhưng được, cảm ơn Thùy Dương. Nhưng mà cái điều quan trọng của Y Phụng hôm nay là Y Phụng xin cảm ơn quý vị, các thính giả Việt Nam khắp nơi trên thế giới đã rất là thương nhớ gia đình của Y Phụng. Và cảm ơn quý vị, mặc dù Y Phụng xuất hiện rất là nhiều cái chương trình của Asia hay là đài SBTM, quý vị không có chán. Thùy Dương nói Y Phụng, Y Phụng trời, Thùy Dương ơi, nhiều khi cái mặt Y Phụng chai quá không Thùy Dương? Không biết có gì không, Thùy Dương nói quý vị yêu cầu rất là nhiều. Thì xin một lần nữa, không biết nói gì hơn, xin chân thành tri ân tất cả quý vị khán thính giả rất là nhiều. Và Y Phụng xin hứa là ngày càng trao dồi nghề nghiệp của mình hơn, để quý vị lúc nào cũng muốn gặp Y Phụng, để Thùy Dương cho Y Phụng lên đây gặp Thùy Dương nhiều hơn nữa. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn Y Phụng rất là nhiều. Và thưa quý vị, là một lần nữa Y Phụng và Thùy Dương rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của hai chị em ngày hôm nay. Và xin chúc quý vị một ngày thật là đẹp. Hẹn quý vị trong chương trình kế tiếp. Goodbye. Đường đầu vào thiên đàn ái ân, là điền vào như thở lần lần. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mới, có hoa văn phủ đuôn môn gót chân mềm. Lạc vào vùng xuân tình ngất ngây, thả hồn vào cơn gió mê say.